Ai qua Tiền Giang đến cầu Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến cầu Cần Thơ. Rồi bây giờ thì người ta giờ đi cầu không nha các bạn, chứ không còn đi phà nữa đâu nha các bạn. Hi, xin chào các bạn. Lần đầu tiên thì xin được chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống đã trở lại với kênh Gió Mùa Ký Sự của mình. Hôm nay thì mình xin được phép chia sẻ cái cảnh về ở bên dưới chân cầu Mỹ Thuận ở đầu video mà các bạn thấy đó, cũng như là cảnh các anh em công nhân đang luồn những sợi cáp ở trên trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2. Và các bạn thấy đó, thì buổi chiều thì các người dân trên ghe, trên thuyền, trên những chiếc tàu xà lan thì họ giải trí bằng cách hát với nhau đó, và cùng nhau hưởng thức ở bên dưới cái view của dòng sông Tiền. Thì trở lại với chủ đề chính hôm nay thì mình xin phép chia sẻ trực tiếp cái cảnh mà các anh em công nhân họ đang luồn những sợi cáp về thi công ở ngay tại cái hanh đà ngang đó. Thì bây giờ thì mời các bạn xem ở trụ T16 bên phía địa phận của tỉnh Vĩnh Long, trên dự án cầu Mỹ Thuận 2, thì các em công nhân họ đang thi công để luồn những sợi cáp đó như thế nào và ra sao. Mời các bạn xem tiếp video nhé. Như các bạn đã thấy thì công việc hiện tại trên cái trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2 thì các anh em công nhân đang tập trung để mà thi công cái hanh đà ngang này. Và như các bạn thấy thì ở cái lần đổ bê tông đợt 1 hanh đà ngang thì họ những anh em công nhân đã xong. Bây giờ họ đang tiếp tục để mà thi công cái phần đợt 2 đó, của hanh đà ngang. Bây giờ thì mình sẽ bay lại gần hơn để cho các bạn và mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn. Như các bạn thấy thì những tia sáng lấp lánh chối ló đó là có một anh công nhân ảnh đang hàn để gia cố lại cái phần mà cái đà giáo các bạn, một phần của cái hành đó, một đang hàn gia cố lại để đảm bảo an toàn cho cái đà giáo, cho cái phần kiềng này nè, để sắp tới nữa thì các anh em công nhân họ sẽ đổ bê tông đợt 2 ở bên trên cái hanh đà ngang này nha các bạn. Bây giờ thì các bạn thấy ở chính giữa cái phần mà cái cốt sắt, cái cốt thép đó, thì có những cái ống to to đó. Thì mình thấy như ở clip này mình đã quay trong giai đoạn là những anh em công nhân họ đã luồn được cái ống, theo mình nghĩ đó chính là cái ống gen nha các bạn. Ống gen nó nằm ở bên trong, ở giữa của cái phần cốt thép đó, đó thì để sau này thì các anh em công nhân sẽ luồn cáp vào bên trong đó, rồi sau đó sẽ tiến hành đổ bê tông lên đó. Thì ở đây thì mình thấy ở clip này do mình cập nhật không có thời gian nhiều nên mình không thể cập nhật sớm được nha các bạn. Nên cái clip này thì quay hôm chiều 16 tháng 6 nha các bạn. Đó, nay cũng trễ hết 1-2 ngày do bận công việc nên không thể nào mà edit liền cho các bạn. Còn đây chính là cái hanh trụ tháp nè, Trên thành tụ tháp thì các bạn thấy thì những cái máy hàng mini, những cái máy hàng nhỏ và những cái vật, những thiết bị họ đã vận chuyển lên bên trên cái đốt ở phía trên, đốt thứ 14 để thi công cái phần đốt thứ 14. Trong tổng số là 33 đốt nha các bạn. Nếu mà nói cho gọi là chính xác là lần này đang thi công thanh đà ngang đợt 2. Đó, thi công đợt 2 của thanh đà ngang. Tại vì đợt đầu thanh đà ngang thì các anh em công nhân đã đổ bê tông rồi, bây giờ đang thi công đợt 2 của thanh đà ngang. Còn ở bên trên các bạn thấy thì cái phần bên đây, cái thanh trụ của tháp chính cũng vậy, họ cũng đã vận chuyển những cái thiết bị lên bên trên của cái đốt tiếp theo để mà thi công cái đốt tiếp theo ở bên trên, cho tổng số 33 đốt lên tới đỉnh tháp là hoàn tất cái phần mà thanh trụ của hai bên. Thì các bạn hết sức thông cảm cho Gió Mùa Ký Sự, tại vì Gió Mùa Ký Sự không phải ở trực tiếp ngay người dân ở khu vực đó, nên không thể nào mà quay về xong đó rồi edit đăng lên liền cho các bạn xem được đó, nên nó phải bị trễ 1-2 ngày, đó là chuyện thường tình và cũng như là không thể nào mà khắc phục được hơn, tại vì Gió Mùa Ký Sự còn phải đi làm này nọ nữa nha các bạn. Đó, thì có những hôm mà Gió Mùa Ký Sự có thời gian rảnh á, thì Gió Mùa Ký Sự sẽ ví dụ sáng hôm đó hoặc là trưa hôm đó quay xong rồi cái về nhà, rồi sau đó là edit xong là chiều hoặc là tối khuya sẽ đăng lên cho các bạn, thì nó là sớm nhất có thể rồi đó, đó. Hoặc là những nơi mà gần đó, thì Gió Mùa Ký Sự có thể edit lên sớm. Thì các bạn thấy ở bên kia cách khoảng 350 m, bên kia đó chính là cái cầu Mỹ Thuận 1 đó, thì đang sử dụng được 22 năm rồi đó. Bây giờ thì mình quay lại cái trụ tháp T15 bên phía bờ tỉnh Vĩnh Long nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn thấy. Đó, bên cái góc bên phải màn hình có 4-5 anh em đang ở phía bên ngoài cái thanh đà ngang á. Thì các anh em công nhân đó đang trong quá trình thi công để mà luồn cái cáp nha các bạn. Theo như sự hiểu biết của mình. Đó, thì theo sự hiểu biết của mình thì các anh em công nhân đang luồn những sợi cáp. Đó, luồn những sợi cáp vào bên trong cái ống gen, theo như mình được biết đó là cái ống gen. Ống gen nó sẽ nằm ở giữa cái cốt thép. Sau khi đã luồn những sợi cáp nó xong thì các anh em công nhân sẽ triển khai những cái hệ thống bơm bê tông đó, gọi là cái trạm trộn bê tông di động ở bên dưới cái trụ tháp bệ tháp này nè, sau đó bơm bê tông lên bên trên cho cái thanh đà ngang lần thứ 2 nha các bạn. Đó, nhìn các bạn nhìn thấy cận cảnh đúng không nào? Nếu các bạn ai mà xem trên TV thì có kết nối internet á, thì lên YouTube để xem cái kênh mình sẽ nhìn thấy cận cảnh và rõ hơn, chứ với màn ảnh của TV nó to thì nhìn thấy bao quát hơn. Đó, thì có anh công nhân ảnh đang trong quá trình luồn cáp thì thấy mình đang quay Baylecam quay thì ảnh chào mình á, thì mình cũng rất là vui luôn, cũng như là thấy anh đó cũng rất là vui. Cũng như là nếu mà những anh em công nhân đó, nếu mà ai có xem trên kênh của mình, xem những video của mình thì mình Gió Mùa Ký Sự xin được phép gửi lời chúc đến anh công nhân đó, cũng như là toàn thể những anh em công nhân kỹ sư đang thi công trên công trình đại công trình cầu Mỹ Thuận 2 này có thật nhiều sức khỏe. Đó, trước tiên là thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui, cũng như là để có thật nhiều nhiệt huyết để thi công cái cầu Mỹ Thuận 2 này và đảm bảo an toàn đó, để sớm có thể đưa cầu Mỹ Thuận 2 này sớm hoàn thành đó. Đó là mong mỏi của mọi người, cũng như là niềm vui của cả nước mình đó, khi mà có một dự án lớn, một dự án trọng điểm sắp sửa hoàn thành đó, thì ai cũng mong điều đó cả hết. Bây giờ thì các bạn thấy thì những anh em công nhân họ đang dùng những cái cần cẩu để mà vận chuyển những cái vật liệu xuống bên dưới cái xà lan và để vận chuyển lên bên trên những cái nơi mà anh em công nhân đang thi công. Cho nên là cái việc thi công ở bên dưới cái trụ tháp chính này nè, hai cái cần cẩu ở hai bên của trụ tháp này nè, là giống như là hai cái thiết bị quan trọng nhất ở trên cái đại công trình này. Vì những cái cần gẫu này là những cái cần gẫu là được sử dụng nhiều nhất. Thì theo như sự hiểu biết của mình thì cái hanh đàn ngang á, có kích thước là 5 x 5 mét nha các bạn, và với chiều cao là 2,5 mét của cái phần bê tông á, là 2,5 mét. Và hanh đàn ngang á, được xây dựng theo cái kiểu bê tông cốt thép dự ứng lực căng sao nằm ngang nha các bạn. Tại vì cái phần mà hanh đàn ngang á, người ta phải sử dụng cái công nghệ bây giờ là công nghệ bê tông dự ứng lực nha các bạn, thì mới giúp cho cái phần bê tông xi măng nó được có cái sự gọi là bền, cũng như là chịu lực, cũng như là chịu tải cao hơn so với cái phần mà mình đổ bê tông thường thường như ở nhà mà mình hay đổ đó. Nó khác so với đổ bê tông ở nhà mình nha các bạn, khác rất là nhiều luôn á. Cái công nghệ đó để áp dụng để xây cầu đường cũng như là các cái công trình lớn á, người ta sẽ sử dụng cái công nghệ bê tông dự ứng lực cốt thép đó đó. Thì mình xin được phép nói vô chút về cái công nghệ bê tông dự ứng lực này. Thì là cái phương pháp thường được sử dụng cho cái kết cấu bê tông đổ tại chỗ. Trước hết thì phải đặt thép dự ứng lực trước và cốt thép thông thường, rồi sau đó mới đổ bê tông nha các bạn. Khi mà đổ bê tông đạt đến cường độ nhất định thì sẽ tiến hành căng cốt thép. Sau khi căng xong thì cốt thép ứng lực sẽ được neo chặt ở đầu cấu kiện. Thông qua các neo đó, cấu kiện sẽ bị nén bằng lực đã dùng khi kéo căng cốt thép. Và cái bê tông dự ứng lực thì nó cũng có 2-3 loại nha các bạn. Đó là bê tông dự ứng lực căng trước và bê tông dự ứng lực căng sau. Đó thì các bạn nếu ai mà đang học bên phần xây dựng thì có thể tìm hiểu thêm về cái phần mà bê tông dự ứng lực căng trước và bê tông dự ứng lực căng sau. Ở trên Google thì có rất là nhiều những cái bài giảng cũng như là những cái cách hướng dẫn. Thì ở đây thì nhìn theo cái công trình các bạn xem trên video của mình, thì những ai đang học bên cái phần xây dựng đó thì đang trong quá trình đang khởi sự học thì cũng hiểu được một phần nào về cái công nghệ mà cầu Mỹ Thuận 2 này đang được áp dụng nha các bạn. Mình thì mình không có giải thích nhiều trong video được, và cũng như là mình không có mà chia sẻ nhiều về vấn đề đó được, thì các mọi người xem cũng có thể mà nắm một phần nào đó, và những ai chuyên ngành thì sẽ hiểu nhiều hơn về cái vấn đề của công trình cầu Mỹ Thuận 2 này đang xây dựng. Vô bây giờ là chiều rồi, hình như là các anh em công nhân chuẩn bị nghỉ ngơi để mà đổi ca rồi nha các bạn. Thì sắp tới nữa thì có thể là vài ngày nữa thì sau khi mà luồn đặt những cái ống gen và sau đó luồn những sợi cáp vào bên trong hết đó, thì các anh em công nhân sẽ tiến hành đổ bê tông nha các bạn. Theo như mình được biết thì tổng cộng ở phần đợt 2 này sẽ có 14 cái đốt, và 14 cái đốt đó sẽ có hình chữ U mà nằm ngược nha các bạn. Như các bạn quan sát lúc nãy thì chỗ mà cái anh mà đang luồn những sợi cáp đó thì nó sẽ có 14 cái lỗ để mà luồn cáp thép vào đó mà nằm ngược. Đó là cái phần mà 14 cái đốt đó, theo mình đếm đó nha, mình không thấy rõ nha, là 14 cái đốt đó nó sẽ nằm chữ U, mà chữ U nằm ngược á. Này là cái phần mà lần 2 nha các bạn. Phần mà của đợt 2 của cái hanh đàn ngang. Đây là những chia sẻ của mình về cầu Mỹ Thuận 2, trực tiếp những anh công nhân đang luồn những sợi cáp ở bên trong cái ống gen để chuẩn bị cho lần đổ bê tông đợt 2 của cái hanh đàn ngang này. Thì lời cuối video thì cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ cho Gió Mùa Ký Sự. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.